Đây là con đường nhựa dẫn đến đồi vọng cảnh. Thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. Và phía bên trái là dẫn vào ngôi mộ của bà Tài Nhân, phu nhân của vua Tử Đức. Hôm nay nhân vua Vu Lan 2022, vua báo hiếu, hội đồng nguyện sắc tộc Việt Nam đến đây tại đồi vọng cảnh, cũng là nơi ngôi mộ của bà Tài Nhân, để làm lễ dâng hương viếng thăm lăng mộ. Dạ rồi, lại rồi. Còn cái lại nữa nữa. Ôi trời, cái này nó không còn. Mình không bằng mình cái món gì rồi, cái măng, cái nhông măng.
Và đây là đại diện là phát biểu của công ty chuỗi giá trị tuyên bố. Kính thưa bác Nguyễn Phương Nam và cùng bà con của hội đồng nhân dân tộc cùng nhận được lời mời của bác Nguyễn Phương Nam, thì hôm nay thì tôi đang thay mặt cho ban lãnh đạo của công ty giá trị tham gia buổi lễ dâng hương tại cái lăng mộ Đức Bà. Công ty cũng rất là vinh dự khi được nhận lời mời này. Về cái vui mừng hôm nay đối với công ty đó là cũng được lãnh đạo tỉnh là chấp thuận cái chủ trương đầu tư xây dựng lại dự án bãi đỗ xe Lăng Từ Đức sau cái thời gian là gần 5 năm. Về phía nhà đầu tư cũng rất là nỗ lực sau khi mà được ủy ban tỉnh là chấp thuận chủ trương này. Còn về việc mà đầu tư lại xây dựng lại cái cốt cục lại cái lăng mộ của ba tài nhân thì công ty cũng mong muốn là được xây dựng sớm để cho không phụ lòng, cũng là trái cái lời hứa giữa công ty đã cam kết với hội đồng trị sự tổ tộc trước đây. Rồi xin cảm ơn anh hy vọng là việc trùng tu là ở đây là của Đức Bà Bộ Nam. Đức Bà Thiên Liên đã chứng kiến 5 năm trời và giúp cho dòng họ cùng đã đoàn kết lại cùng với một mục tiêu chung để công lo việc hiểu sự cho dòng họ. Chính Đức Bà đã khai sinh ra những lợi nhỏ và qua 5 năm đã tìm kiếm hàng trăm ngôi mộ bị thất lạc, làm bản định danh và xây dựng lại. Sự thiêng liêng của Đức Bà và tất cả lòng hiểu thuận của dòng họ, hôm nay Hội đồng Người Quốc tộc Việt Nam cùng với bà con đại diện các hệ phụ phòng và thân hữu xin tới kính cáo dân hương. Hội đồng Người Quốc tộc Việt Nam rất là mong muốn ban giám đốc công ty chủ giá trị tiến hành việc trùng tu lại ngôi lăng mộ đúng theo bản vẽ của hoàng gia và do trung tâm di tích đã thiết kế, và rất mong muốn cái việc này được xây dựng lại, trùng tu lại trước mùa bão lụt sắp tới. Xin Đức Bà chứng kiến cho tấm lòng của toàn thể bà con người quốc tộc Việt Nam. Xin kính cáo.